Con là cư sĩ, khi tham gia khóa thiền, con rất hoan hỷ cúng dường và làm các thiện pháp khác đến chư tăng. Với các thiện pháp làm vào ngày thường khi ở nhà, xin sư cho con hỏi với quả phước của con ở tại chùa, có thọ bát quan trai và khi ở nhà, phước nào nhiều hơn? Cảm ơn sư. Cái phước mà quý vị thực hành bát quan trai đó, rồi thực hành chánh niệm tỉnh giác đó, cái phước đó nó lớn không cách chi mà tả được. Cái phước mà quý vị ở nhà giữ năm giới thì nó không bằng một gốc của cái phước quý vị giữ bát quan trai giới và tu tập. Cho nên hàng cư sĩ thời Đức Phật á, là các vị ấy vào những ngày như ngày rằm 14-30 thì các vị ấy sẽ đi đến chùa xin thọ bát quan trai giới. Vào thời Đức Phật á, có ông người làm cho ông cấp cô độc, lúc mà mới về khi mà đến làm cho ông á, thì một ngày nọ khi mà ông đi làm về thì ông không có thấy ai hết. Đi làm về buổi chiều á, ông không có thấy ai hết. Thì người nhà, cái người trong gia đình ông cấp cô độc á, mới báo là ngày hôm nay là ngày thực hành bát quan trai mà chúng tôi quên báo với ông, cho nên là chiều nay không có ai ăn cả. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi sẽ dọn cho ông ăn. Thì cái người làm công này đó thì mới nói là thôi như vậy thì xin hãy cho tôi thọ bát quan trai giới nửa ngày thôi cũng được. Thì vị này mới xin thọ bát quan trai giới trong nửa ngày. Và tối hôm đó đó, vị này chết. Sau khi mà chết mà thọ bát quan trai giới được nửa ngày á, thì vị này sanh là một vị thọ thần có nhiều oai lực. Thì quý vị thấy á, một người chỉ thọ bát quan trai giới được nửa ngày thôi mà đã đủ phước để sanh thiên là một vị thần có nhiều oai lực, thì huống chi là việc chúng ta thọ trì bát quan trai giới và tu tập suốt 7 ngày. Cái phước đó nó lớn hơn rất nhiều. Và cái gì nó cũng có hai mặt. Khi chúng ta tu tập á, thì chúng ta được phước lớn, còn khi chúng ta không tu tập thì chúng ta kém phước. Nhớ, để được phước lớn cho việc thực hành bát quan trai giới thì không chỉ đơn giản là chúng ta giữ 8 giới, mà còn phải thường xuyên sống trong chánh niệm, thực hành tứ niệm xứ, thì đó mới gọi là một ngày Uposatha, tức là một ngày bát quan trai giới. Chứ không phải là chỉ giữ 8 giới không là đủ. Còn ngược lại, nếu như chẳng những chúng ta thực hành một cách lơ là mà chúng ta còn khiến cho người khác không thực hành bát quan trai giới một cách nghiêm túc, khiến cho người khác thay vì thực hành một cách hoàn chỉnh thì chúng ta lại ảnh hưởng họ, khiến họ tu tập không được. Thì xin thưa, cái người mà khiến cho quý vị tu tập không được á, nó không phải quyến thuộc của quý vị, nó không phải bạn bè của quý vị, nó là kẻ thù của quý vị. Tại sao vậy? Bởi vì sư nói, thay vì mình có cái phước một ngày tu tập bát quan trai giới nha, mình có
16 kiếp làm vua trời Đế Thích, 32 kiếp làm chuyển luân thánh vương, và vô số kiếp làm vua của một quốc độ. Phước một ngày á, nó lớn vô, mà người ta chọc mình, người ta ghẹo mình, người ta làm ảnh hưởng, người ta nói chuyện, người ta khiến cho mình tu không được, phước đó mất sạch. Thay vì nhiêu đó phước, mình chỉ có phước đời sau giỏi lắm làm một cái ông khá giả tí xíu. Thì quý vị nghĩ đó có phải bạn mình không? Đó có phải người thân mình không? Mình suy nghĩ cái đó chắc oan gia trái chủ, nó sanh đời này nó phá mình thì đúng hơn. Tại sao? Nó cũng giống như một người lẽ ra thừa hưởng gia tài 1 tỷ đô, nó tới nó phá sạch, mình hưởng được còn có vài triệu Việt Nam đồng. Sư không biết quý vị nghĩ sao, chứ sư là sư chắc là thôi chia tay sớm từ đây bớt đau khổ. Phá quá mà, báo quá báo. Chứ gì nữa? Cho nên á, cái phước chúng ta tu được rất lớn. Nhưng ngược lại, nếu mình làm ảnh hưởng đến người khác thì nghiệp của mình cũng rất lớn. Nha. Yeah.